Cứ mỗi dịp cuối xuân đầu hạ, khắp các vựa hoa lớn của Hà Nội như là hoa Tây Tửu, Quảng Bá, Nhật Tân đều lại tất bật bắt đầu thu hoạch mùa hoa loa kèn duy nhất trong năm. Cũng bởi vậy mà từ cuối tháng 3 đến nay, những địa điểm tập kết hoa như thế này phần lớn đều là hoa loa kèn. Mớ nhỏ là kèn này 25 mùa, nếu mà mớ to thì nó sẽ dập nó gãy. Bông năm nay là tương đối đẹp, bây giờ là một ngày nó rơi vào khoảng tầm độ 2 vạn bông. Những chiếc xe nối đuôi nhau như chở cả mùa hoa xuống phố. Theo những người bán hoa, năm nay hoa nở sớm có giá rẻ hơn so với các năm trước, dao động từ 40 đến 50 nghìn đồng cho một bó hoa 10 bông. Những bông hoa mang sắc trắng giản dị, tạo nên vẻ đẹp tinh khiết, mỏng manh. Không biết từ bao giờ đã trở thành một phần của vẻ đẹp tháng 4 mà ai cũng muốn lưu giữ, từ khách du lịch cho tới những người con Hà Nội với những dấu ấn của ký ức xưa. Nước đẹp đến là sau tương tác cái hoa, bây giờ anh bắt đầu chụp nha. Hà Nội là chỉ có tháng 4 mới có hoa loa kèn. Chị ra đây chị chụp thì chị tới, chị thấy hoa loa kèn là chị thấy đẹp. Thì chị chọn làm hoa loa kèn cho ngày hôm nay. Chụp cũng rất là nhiều mùa hoa này, nhưng mà riêng về mùa hoa loa kèn đặc biệt có cái gì đấy mỏng manh, dễ vỡ, tinh khiết. Khi mà chụp ảnh hoa loa kèn với áo dài này thì với tôi là có rất nhiều cảm xúc. Tháng 4 này khách du lịch đổ xô về đây rất là đông. Mình bao giờ cũng tư vấn cho khách lên chụp hoa loa kèn và những cái địa điểm mang cái dấu ấn đặc trưng nhất của Hà Nội. Ngày xưa mẹ mình cứ đến mùa hoa loa kèn là chiều cắm hoa loa kèn. Dù bây giờ mẹ không còn nhưng mà cứ đến tháng 4 là mình cũng chỉ cắm hoa loa kèn. Mình nhớ lại những cái kỷ niệm của mẹ ngày xưa. Hà Nội bao nhiêu tháng, bấy nhiêu mùa hoa. Tháng 4 này, khi những tia nắng bắt đầu len lỏi trong từng tán cây, thì cũng là lúc hoa loa kèn bừng nở, mang vẻ đẹp giản dị mà thanh tao, từ lâu đã đi vào thi ca nhạc họa, trở thành biểu tượng cho những ngày đầu hè của thủ đô. Tháng 4 loa kèn mong manh.